là một người thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Tuy nhiên đường tình duyên của Hương Giang khá lận đận. Việc cô công khai có bạn trai mới khiến mọi người không khỏi vui mừng. Mới đây, cô Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 vừa xinh đẹp, vừa tài năng Hương Giang đã bất ngờ công khai ảnh chụp chung với người đàn ông che mặt được cho là bạn trai mới sau thời gian dài lẻ bóng. Điều này khiến cho người hâm mộ không khỏi vui mừng và gửi ngàn lời chúc đến Hương Giang. Chắc có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là trước khi công khai người yêu mới thì đường tình duyên trước đây của Hương Giang khá chông chênh và hầu như thường gắn liền với các chương trình truyền hình thực tế. Bén duyên qua màn ảnh nhỏ, Hương Giang dính nhiều tin đồn hẹn hò, nhưng chỉ có một mối tình duy nhất cô đứng ra xác nhận và công khai, đó là với Chris Lai, một anh chàng Việt Kiều. Đây được đánh giá là mối tình sâu đậm nhất của nàng hậu. Năm 2012 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời Hương Giang, khi mạnh dạn ghi danh tại Việt Nam Idol, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà người đẹp tham gia. Tại cuộc thi này cô có cơ duyên được gặp gỡ Phạm Hồng Phước, người tình âm nhạc đầu tiên của Hương Giang. Khi đó, Hương Giang và Hồng Phước thường xuyên bên nhau trong các hoạt động phía hậu trường. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm và sự quyến luyến dành cho nhau. Cái ôm rất chặt mà Hương Giang dành cho người bạn cùng tuổi từng khiến dân mạng phát sốt. Hương Giang thậm chí còn bật khóc nức nở khi bạn trai bị loại khỏi cuộc thi. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ hơn tình bạn, cả hai đều khéo léo né tránh. Cái ôm rất chặt mà Hương Giang dành cho người bạn cùng tuổi khiến dân mạng phát sốt, những cử chỉ trên mức bạn bè của cả hai. Sau đó năm 2014, Hương Giang tham gia chương trình cuộc đua kỳ thú và có cơ duyên gặp gỡ Chris Lai. Sự ăn ý và thân mật của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi nghi vấn. Sau khi chương trình kết thúc, Chris Lai bất ngờ thừa nhận tình cảm với Hương Giang. Anh cho biết anh bị cuốn hút bởi sự thông minh, ngọt ngào, quyết đoán từ bạn gái, trong khi Hương Giang lại bị chinh phục bởi vẻ nam tính, mạnh mẽ của chàng Việt Kiều người Canada này. Cả hai vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm tại một chương trình truyền hình thực tế. Kể từ sau khi chính thức xác nhận tình cảm, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường của nhau, đồng hành cùng nhau trong các sự kiện hay thậm chí còn về sống chung một nhà. Thế nhưng rồi câu chuyện tình yêu lãng mạn này đã không được trọn vẹn khi cả hai xác nhận đã đường ai nấy đi, vào năm 2016, kết thúc mối tình ngọt ngào hơn 2 năm. Để lại nhiều sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ, video liên quan có thể nói đây là mối tình ngọt ngào và đậm sâu nhất của nàng cậu từ trước đến nay. Năm 2019, Hương Giang bất ngờ ngồi ghế nữ chính chương trình Người ấy là ai để đi tìm kiếm hạnh phúc đời mình. Tại đây, cô được anh chàng điển trai Khánh Ngô cầu hôn ngay trên sân khấu. Chàng trai gốc Đà Nẵng này thổ lộ rằng mình có tình cảm với Hương Giang nhiều năm nay nên đã quyết định tham gia chương trình vì cô. Cảm động trước sự chung tình của chàng trai nhưng Hương Giang vẫn không lựa chọn Khánh Ngô, mà thay vào đó là Huy Trần với lý do riêng của bản thân mình. Đáng tiếc Huy Trần là hoa đã có chủ và Hương Giang đành phải ra về trắng tay. Hương Giang không lựa chọn Khánh Ngô dù anh chàng đơn phương cô đã lâu. Còn Huy Trần lại có người yêu mất rồi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hương Giang vừa chính thức công khai có bạn trai mới sau nhiều lận đận tình duyên. Những lời chúc được dành đến cho cô sau thời gian tìm kiếm tình yêu. Hiện tại, dân mạng vẫn đang bàn tán rôm rã về bạn trai Hương Giang, còn cô thì vẫn chưa chính thức công khai gương mặt nữa kia, tất cả vẫn còn là ẩn số. Hương Giang công khai người tình mới, Nguyệt Hà, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask Why.